Lê Minh xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, hôm 4 tháng 6, Asia Times đã trích dẫn tuyên bố của Trung Quốc về ý định thực thi luật bắt giữ công dân nước ngoài đi vào vùng biển mà họ tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Quy định này được gọi là thủ tục thực thi pháp luật hành chính dành cho các cơ quan cảnh sát biển và sẽ có hiệu lực vào ngày 15 tháng 6 năm 2024. Xin lưu ý, Trung Quốc tuyên bố chủ quyền 90% diện tích của Biển Đông. Do đó, tuyên bố này là một cách châm ngòi cho xung đột ở vùng biển này. Hẳn quý vị còn nhớ tại đối thoại an ninh Shangri-La ở Singapore được tổ chức vào cuối tháng 5 vừa qua, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã tuyên bố nếu một công dân Philippines bị giết bởi một hành động cố ý, điều đó rất gần với những gì chúng tôi định nghĩa là một hành động chiến tranh. Đó có phải là lằn danh đỏ hay không? Gần như là chắc chắn. Lằn danh đỏ này sẽ càng trở nên đỏ hơn kể từ ngày 15 tháng 6 vì bất kỳ vụ bắt giữ nào được thực hiện theo luật mà Trung Quốc mới đưa ra đều có thể được thực hiện bằng súng, làm tăng nguy cơ xảy ra một vụ việc chết người. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu câu chuyện này quý vị nhé. Trở lại với câu chuyện của chúng ta, vấn đề thì lại nằm ở chỗ là Manila lại có hiệp ước phòng thủ chung với Mỹ được ký vào năm 1951. Theo đó, Mỹ có nghĩa vụ bảo vệ Philippines nếu quốc gia này bị tấn công. Hiệp ước quy định rằng cả Hoa Kỳ và Philippines sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp một trong hai quốc gia bị tấn công vũ trang. Điều 4 của hiệp ước nêu rõ rằng mỗi bên sẽ hành động để đáp trả lại các mối đe dọa chung, bao gồm việc sử dụng lực lượng vũ trang nếu cần thiết. Thêm nữa, Hoa Kỳ có quyền triển khai lực lượng quân sự để bảo vệ Philippines trong trường hợp bị tấn công. Điều này có thể bao gồm việc gửi binh lính, máy bay, tàu chiến và các thiết bị quân sự khác đến Philippines để bảo vệ quốc gia này khỏi các cuộc tấn công từ bên ngoài. Đồng thời, hiệp ước này cũng cho phép hai quốc gia tăng cường hợp tác quân sự thông qua các cuộc tập trận chung, chia sẻ thông tin tình báo và huấn luyện quân sự. Điều này giúp nâng cao khả năng phòng thủ của Philippines và tăng cường khả năng ứng phó nhanh chóng trong trường hợp khẩn cấp. Mỹ cũng có thể cung cấp hỗ trợ hậu cần và vật chất cho Philippines, bao gồm viện trợ quân sự, thiết bị phòng thủ và các hỗ trợ kỹ thuật khác để tăng cường năng lực quốc phòng của Philippines. Trong trường hợp xảy ra thảm họa thiên nhiên hoặc là các tình huống khẩn cấp khác, Hoa Kỳ có thể tham gia vào các hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa để giúp đỡ Philippines. Đây cũng là một phần của cam kết hợp tác toàn diện giữa hai nước. Trong bối cảnh tranh chấp ở Biển Đông, Hoa Kỳ đã nhiều lần tái khẳng định cam kết bảo vệ Philippines theo hiệp ước này. Ví dụ, trong các vụ đối đầu giữa Philippines và Trung Quốc, Hoa Kỳ đã cung cấp hỗ trợ thông qua việc tuần tra hải quân và cung cấp các hệ thống phòng thủ hiện đại cho Philippines. Hàng năm, Hoa Kỳ và Philippines tổ chức các cuộc tập trận Balikatan, một phần của nỗ lực tăng cường hợp tác quân sự và nâng cao khả năng phòng thủ của Manila. Như vậy là chúng ta có thể thấy, theo Hiệp ước Phòng thủ chung, Mỹ có quyền và nghĩa vụ hỗ trợ Philippines bằng nhiều biện pháp khác nhau, từ triển khai lực lượng quân sự đến cung cấp hỗ trợ hậu cần và vật chất. Hiệp ước này là một trong những trụ cột của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia, đặc biệt quan trọng trong bối cảnh căng thẳng khu vực và các mối đe dọa an ninh đang gia tăng. Do vậy, nếu Manila buộc phải viện dẫn Hiệp ước Phòng thủ chung để được Mỹ hỗ trợ, sẽ không khó để tưởng tượng cảnh các tàu tuần duyên Trung Quốc sẽ phải nhanh chóng đối đầu với các tàu chiến Mỹ hiện đang tuần tra trong khu vực để mà thực thi quyền tự do hàng hải. Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể sẽ phải phản ứng tích cực trong trường hợp đó, nếu không thì sẽ gây ra mối lo ngại từ các đồng minh vốn có hiệp ước an ninh chính thức với Mỹ, đặc biệt là Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, không thể bảo vệ họ. Trong trường hợp này, các đồng minh ở khu vực sẽ phải cân nhắc việc có thể trông đợi vào chiếc ô đảm bảo an ninh của Hoa Kỳ hay không, vì nếu để họ đơn lẻ đối đầu với Trung Quốc thì rõ ràng là Trung Quốc vượt trội hơn họ rất nhiều. Hơn nữa, khi nhấn mạnh sự tập trung của Washington vào Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương vào thời điểm căng thẳng gia tăng ở Biển Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã phát biểu tại đối thoại Shangri-La ở Singapore rằng bất chấp những xung đột lịch sử này ở châu Âu và Trung Đông, Ấn Độ, Thái Bình Dương vẫn là nơi hoạt động ưu tiên của chúng tôi. Ngược lại thì Trung tướng Trung Quốc Cảnh Kiến Phong đã trả lời một cách khinh bỉ rằng chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ nhằm gây chia rẽ, kích động đối đầu và làm suy yếu sự ổn định. Do ông Austin tuyên bố tái tập trung vào Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, có vẻ như bất kỳ yêu cầu hỗ trợ quân sự nào của Philippines đối với Philippines sẽ được Washington nhìn nhận một cách tích cực, có thể nhận được sự ủng hộ áp đảo của lưỡng đảng từ các thành viên Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa trong Quốc hội. Điều thú vị là một trong những đồng minh trung thành nhất của Washington, Vương quốc Anh, có lực lượng hải quân đáng kể được triển khai ở Biển Đông, có thể đang chuẩn bị sẵn sàng cho một tình huống như vậy.
thông báo đột ngột và bất ngờ của Thủ tướng Anh Rishi Sunak về ngày bầu cử vào ngày 4 tháng 7 ít nhất cũng thể hiện lợi ích chung của Anh với lợi ích của Mỹ nhân ngày độc lập, đi đôi với đề xuất nghĩa vụ quốc gia, bề ngoài là để chuẩn bị cho chiến tranh và rất có thể chiến trường là ở Biển Đông. Bên cạnh những làn sóng chấn động kinh tế và tài chính toàn cầu thảm khốc có khả năng phát sinh từ bất kỳ cuộc đối đầu quân sự trực tiếp nào giữa Mỹ và Trung Quốc, đó có thể là một cuộc xung đột mà Washington đang chuẩn bị. Tùy thuộc vào một yếu tố hạn chế chính, bất kỳ cuộc đối đầu quân sự trực tiếp nào đều chỉ được kiềm chế ở vùng biển phía nam Trung Quốc mà thôi. Vâng quý vị thấy đấy, tình hình phía trước đang rất đáng chú ý, nguy cơ xung đột đang thường trực khi mà lệnh bắt giữ của Trung Quốc có hiệu lực và họ chính thức thực thi lệnh đó. Người ta đang lo ngại khi thảo luận về nguyên nhân của chiến tranh thế giới thứ nhất xảy ra vào ngày 28 tháng 6 năm 1914 với vụ ám sát thái tử Áo Franz Ferdinand tại một quốc gia ở Đông Nam Âu. Lần này, nguyên nhân có thể là cái chết của một thủy thủ Philippines ở vùng biển nhiệt đới Đông Nam Á. Câu hỏi đặt ra là nếu Trung Quốc ra lệnh bắt giữ bất kỳ ai xâm nhập Biển Đông thì sẽ đụng chạm tới những quốc gia nào? Thứ nhất đó là Việt Nam, có tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, hai khu vực quan trọng tại Biển Đông. Việt Nam cũng sẽ phản đối mạnh mẽ và có thể tăng cường hiện diện quân sự và tuần tra hải quân tại các khu vực tranh chấp. Thứ hai, Philippines có tuyên bố chủ quyền đối với một phần lớn quần đảo Trường Sa và bãi cạn Scarborough. Philippines có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ Hoa Kỳ theo Hiệp ước Phòng thủ chung và đệ trình các vụ kiện lên tòa án quốc tế như đã từng làm với phán quyết của Tòa trọng tài thường trực PCA vào năm 2016. Thứ ba, Malaysia tuyên bố chủ quyền đối với một số đảo và bãi cạn tại quần đảo Trường Sa. Phản ứng, Malaysia có thể tăng cường tuần tra hải quân và hợp tác với các quốc gia ASEAN khác để đối phó với các hành động của Trung Quốc. Thứ tư, Brunei có tuyên bố chủ quyền đối với các vùng biển nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của mình ở Biển Đông. Brunei thường duy trì lập trường ôn hòa, nhưng có thể tăng cường ngoại giao với các quốc gia ASEAN để bảo vệ lợi ích của mình. Thứ năm là Indonesia không có tuyên bố chủ quyền đối với các đảo tranh chấp, nhưng có quyền lợi trong vùng biển xung quanh quần đảo Natuna, nơi có các hoạt động khai thác dầu khí và đánh bắt cá. Indonesia đã từng đối đầu với Trung Quốc trong khu vực này và có thể tiếp tục tuần tra và bảo vệ vùng biển của mình. Thứ sáu, Hoa Kỳ cũng không có tuyên bố chủ quyền nhưng quan tâm đến tự do hàng hải và thương mại không bị cản trở trong khu vực. Hoa Kỳ có thể tiến hành các cuộc tuần tra tự do hàng hải FONOPS và cung cấp hỗ trợ quân sự cho các đồng minh trong khu vực như là Philippines chẳng hạn. Thứ bảy là Úc và các quốc gia khác cũng có lợi ích trong việc duy trì an ninh và tự do hàng hải tại Biển Đông. Úc và các đồng minh có thể tham gia vào các hoạt động quân sự chung và tăng cường hiện diện trong khu vực để phản đối các hành động của Trung Quốc. Như vậy, có thể thấy, lệnh bắt giữ của Trung Quốc đối với bất kỳ ai xâm nhập Biển Đông sẽ không chỉ gây căng thẳng với các quốc gia có tuyên bố chủ quyền, mà nó còn đụng chạm đến các quốc gia quan tâm đến tự do hàng hải và an ninh khu vực. Điều này có thể dẫn đến sự leo thang của các biện pháp quân sự và ngoại giao từ nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Cho nên rõ ràng, lệnh bắt giữ của Trung Quốc đơn phương tuyên bố đó là một hành động leo thang căng thẳng ở Biển Đông. Nó có thể gây đến xung đột trong khu vực vì tuyên bố chủ quyền 90% diện tích Biển Đông không có ai thừa nhận của Trung Quốc. Nhìn xuyên suốt chiều dài của lịch sử hiện đại, Trung Quốc đã có một số cuộc xung đột liên quan đến Biển Đông, nhưng không có sự kiện nào được coi là một trận thua rõ rệt trong các cuộc đối đầu quân sự trực tiếp. Ví dụ như là trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974 giữa Trung Quốc với chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Kết quả là Trung Quốc đã chiến thắng và kiểm soát toàn bộ quần đảo Hoàng Sa từ tay Việt Nam Cộng Hòa. Cuộc chiến diễn ra vào ngày 19 tháng 1 năm 1974 khi các lực lượng hải quân của Trung Quốc và Việt Nam Cộng Hòa đụng độ tại Hoàng Sa. Mặc dù Việt Nam Cộng Hòa đã chống trả quyết liệt, nhưng Trung Quốc đã chiếm ưu thế và nắm quyền kiểm soát các đảo này. Hay là cuộc đụng độ ở Đá Gạc Ma năm 1988, Trung Quốc cũng chiến thắng trong cuộc đụng độ này. Ngày 14 tháng 3 năm 1988, Trung Quốc và Việt Nam đã đối đầu tại Đá Gạc Ma, một phần của quần đảo Trường Sa. Kết quả là Trung Quốc đã chiếm được Đá Gạc Ma cùng với hai đá khác từ tay Việt Nam, gây tổn thất nặng nề cho lực lượng hải quân Việt Nam. Trong những thập kỷ gần đây, Trung Quốc đã tiến hành nhiều hoạt động nhằm khẳng định chủ quyền tại Biển Đông, bao gồm xây dựng đảo nhân tạo và triển khai lực lượng quân sự. Điều này đã dẫn đến những căng thẳng đối với các quốc gia láng giềng như là Việt Nam, Philippines, Malaysia hay là Brunei. Các nước này cùng với Hoa Kỳ và các quốc gia khác đã nhiều lần phản đối hành động của Trung Quốc và tiến hành các cuộc tuần tra tự do hàng hải FONOPS để thách thức yêu sách của Bắc Kinh. Ngoài hai vụ đụng độ trên giữa Trung Quốc và Việt Nam, vụ việc bãi cạn Scarborough năm 2012 là một trong những vụ đối đầu nổi tiếng giữa Trung Quốc và Philippines. Sau một cuộc đối đầu kéo dài tại bãi cạn Scarborough, Trung Quốc đã kiểm soát bãi cạn này, mặc dù không có giao tranh quân sự quy mô lớn.
Như vậy có thể thấy, mặc dù Bắc Kinh đã có những cuộc đối đầu quân sự và tranh chấp tại Biển Đông, hiện chưa có sự kiện nào được ghi nhận là trận thua rõ ràng trong các cuộc xung đột lớn tại khu vực này. Trung Quốc đã tăng cường sức mạnh hải quân và xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự để củng cố yêu sách chủ quyền của mình, dẫn đến nhiều căng thẳng nhưng chưa dẫn đến thất bại quân sự lớn. Tất nhiên điều này không có nghĩa rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục giành chiến thắng nếu khai hỏa ở Biển Đông, vì tham vọng kiểm soát toàn bộ Biển Đông của Trung Quốc phải đối diện với nhiều thách thức đáng kể từ nhiều phía, bao gồm các quốc gia trong khu vực, các cường quốc toàn cầu, cũng như là các vấn đề pháp lý và kinh tế. Điển hình là Việt Nam có tuyên bố chủ quyền mạnh mẽ đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việt Nam đã tăng cường hiện diện quân sự và ngoại giao để bảo vệ các lợi ích của mình tại Biển Đông. Việt Nam đã và sẽ tiếp tục đầu tư vào nâng cao năng lực hải quân và không quân, cũng như tăng cường hợp tác với các quốc gia khác như là Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ. Ngày 8 tháng 5, Vietnam News đã đưa ra phản hồi của mình. Theo đó, Việt Nam phản đối Trung Quốc triển khai trái phép tàu khảo sát ở vùng biển Việt Nam thuộc khu vực Vịnh Bắc Bộ. Việt Nam hết sức quan ngại, kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt hoạt động khảo sát trái phép của tàu Hải Dương 26 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam theo quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết, Việt Nam đã nhiều lần trao đổi ngoại giao với Trung Quốc để yêu cầu chấm dứt hoạt động bất hợp pháp của tàu khảo sát Hải Dương 26 của Bắc Kinh. Khi được hỏi về hoạt động khảo sát của tàu Hải Dương 26 của Hải quân Trung Quốc tại vùng biển Việt Nam thuộc khu vực Vịnh Bắc Bộ, bà Hằng nhấn mạnh, Việt Nam cực kỳ quan ngại và kiên quyết phản đối yêu cầu Trung Quốc chấm dứt hoạt động khảo sát trái phép của tàu Hải Dương 26 đi vào trong vùng đặc quyền kinh tế và vùng thềm lục địa của Việt Nam theo quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS 1982. Việt Nam cũng yêu cầu Trung Quốc không tái diễn các hoạt động trái pháp luật, tôn trọng đầy đủ các quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, tôn trọng luật pháp quốc tế và tuân thủ UNCLOS 1982, tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, được quốc tế gọi là Biển Đông, DOC, thực hiện nghiêm túc sự đồng thuận cấp cao giữa lãnh đạo hai nước về quản lý và giải quyết tốt hơn các tranh chấp trên biển, duy trì đa phát triển, quan hệ song phương và đóng góp tích cực, có trách nhiệm và hòa bình, ổn định ở Biển Đông. Hãy chậm lại một chút để tư duy. Chẳng phải ông Tập Cận Bình đến thăm Việt Nam vì ông ấy lo Việt Nam tiến gần quá so với phương Tây hay không? Chẳng phải là đôi bên đã ký nhiều thỏa thuận, mọi thứ có vẻ tốt hay không? Bây giờ thì chính quyền Trung Quốc đang phá hủy mọi thứ bằng cách tạo ra một tranh chấp mới ở Vịnh Bắc Bộ, nơi cả hai bên đã có thỏa thuận biên giới và không có tranh chấp. Điều này một lần nữa cho thấy Trung Quốc đang nói một đằng làm một nẻo và chính sách đối ngoại của họ đang thực sự không tạo được niềm tin đối với các đối tác. Hành động của Trung Quốc chắc chắn có thể đẩy Việt Nam tiến xa hơn về phía Tây, và đó là điều ông Tập muốn tránh ngay từ đầu. Vì sao ông Tập lại tránh Việt Nam tiến về phía Tây? Vì một số lý do chiến lược, địa chính trị và kinh tế quan trọng, Trung Quốc đã đầu tư mạnh mẽ vào Lào và Campuchia, biến các quốc gia này thành các đồng minh và đối tác chiến lược trong khu vực. Nếu Việt Nam mở rộng ảnh hưởng về phía Tây, điều này có thể làm giảm ảnh hưởng của Trung Quốc tại Lào và Campuchia, gây mất cân bằng quyền lực trong khu vực. Bên cạnh đó, Trung Quốc coi vùng Đông Nam Á, bao gồm cả các nước phía Tây như là Lào và Campuchia, là một phần quan trọng trong chiến lược vành đai và con đường BRI. Nếu Việt Nam mở rộng ảnh hưởng, điều này có thể ảnh hưởng đến các dự án cơ sở hạ tầng và thương mại của Trung Quốc trong khu vực này. Trung Quốc muốn đảm bảo rằng Việt Nam không thể tăng cường sức mạnh quân sự hoặc có thêm đồng minh cho khu vực. Điều này có thể làm gia tăng căng thẳng và phức tạp hơn tranh chấp Biển Đông. Một Việt Nam mạnh mẽ hơn về phía Tây có thể củng cố vị trí trong các tranh chấp biển đảo, tạo ra thêm thách thức cho Trung Quốc. Một yếu tố nữa là các tuyến đường qua Lào và Campuchia là những tuyến đường chiến lược quan trọng đối với Trung Quốc. Việt Nam tăng cường ảnh hưởng về phía Tây cũng có thể đe dọa khả năng kiểm soát các tuyến đường này của Trung Quốc, ảnh hưởng đến khả năng triển khai quân sự và vận chuyển hàng hóa trong khu vực. Hơn nữa, Trung Quốc đã đầu tư rất nhiều vào các dự án cơ sở hạ tầng và khai thác tài nguyên tại Lào và Campuchia. Một Việt Nam tiến về phía Tây có thể cạnh tranh với các dự án và ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc trong khu vực này, làm giảm lợi thế kinh tế của Bắc Kinh. Việt Nam có thể tăng cường hợp tác kinh tế và thương mại với các nước phía Tây, từ đó làm giảm sự phụ thuộc của quốc gia này vào Trung Quốc. Điều này có thể gây ra sự thay đổi trong các mối quan hệ kinh tế khu vực mà Trung Quốc đã xây dựng và duy trì. Chưa kể đến việc Việt Nam có thể tăng cường đoàn kết và sự đồng thuận trong khối ASEAN về các vấn đề tranh chấp với Trung Quốc, đặc biệt là về Biển Đông. Điều này có thể làm giảm khả năng của Trung Quốc trong việc chia rẽ và kiểm soát các quốc gia trong khối ASEAN. Như chúng ta đã biết, Trung Quốc luôn thúc đẩy chính sách ngoại giao láng giềng thân thiện với các nước xung quanh. Một Việt Nam mở rộng ảnh hưởng về phía Tây và phát triển thịnh vượng có thể làm phức tạp thêm nỗ lực của Trung Quốc trong việc duy trì và củng cố các mối quan hệ ngoại giao với các nước trong khu vực. Tất cả những điều này giải thích cho việc tại sao Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không muốn Việt Nam tiến về phía Tây, vì điều này có thể làm giảm ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực, gây ra những thách thức chiến lược, an ninh, kinh tế và ngoại giao đối với Bắc Kinh. Một Việt Nam mạnh mẽ hơn và có ảnh hưởng lớn hơn trong khu vực Đông Nam Á có thể tạo ra sự cạnh tranh và thách thức đáng kể đối với các lợi ích và mục tiêu của Trung Quốc. Thế nhưng mà việc Bắc Kinh ra lệnh dùng tàu hải quân PLA đi khảo sát khu vực Vịnh Bắc Bộ
là một hành động khiêu khích nghiêm trọng. Liệu điều này có thuyết phục người Việt rằng đất nước họ có thể được vẹn toàn hay không? Nghi ngờ và đề phòng tham vọng cũng như là dã tâm của Trung Quốc đã in sâu vào máu của người Việt. Điều này cho thấy Việt Nam bảo vệ chủ quyền tới cùng. Đương nhiên, đây là sức ép không nhỏ đối với Trung Quốc. Thứ hai là Philippines vốn đã nhận được phán quyết có lợi từ Tòa trọng tài thường trực PCA vào năm 2016, bác bỏ các yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông. Philippines có thể tiếp tục sử dụng pháp lý quốc tế và tăng cường hợp tác quân sự với Mỹ theo Hiệp ước Phòng thủ chung. Thứ ba, Malaysia và Brunei đều có tuyên bố chủ quyền và quyền lợi kinh tế trong khu vực Biển Đông. Malaysia đã tăng cường tuần tra và bảo vệ các vùng biển của mình, trong khi Brunei giữ lập trường ngoại giao nhưng cũng tăng cường hợp tác với ASEAN. Bên cạnh đó còn có phản ứng từ các cường quốc toàn cầu như là Hoa Kỳ, vốn đã duy trì sự hiện diện quân sự mạnh mẽ ở Thái Bình Dương và ủng hộ tự do hàng hải. Mỹ tiến hành các cuộc tuần tra tự do hàng hải FONOPS và hỗ trợ quân sự cho các đồng minh trong khu vực như là Philippines hay là Nhật Bản. Tiếp theo là Nhật Bản luôn coi Biển Đông là một tuyến đường biển quan trọng cho thương mại và năng lượng của mình. Nhật Bản đã tăng cường hiện diện hải quân và hợp tác với các quốc gia Đông Nam Á để đối phó với các động thái của Trung Quốc. Đáng lưu ý là về cơ sở pháp lý, chúng ta biết rằng yêu sách đường 9 đoạn của Trung Quốc không được công nhận theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS. Phán quyết của PCA vào năm 2016 đã bác bỏ yêu sách của Trung Quốc, tạo cơ sở pháp lý cho các quốc gia khác phản đối các hành động của Bắc Kinh. Cho nên việc Trung Quốc cố tình phớt lờ đi phán quyết của luật pháp quốc tế và đi theo chiều hướng phép vua thua lệ làng chắc chắn sẽ thách thức rất nhiều đối với hệ thống luật pháp quốc tế. Điều này khó cho Trung Quốc trên mặt trận ngoại giao, vì thế giới sẽ chọn đứng về luật pháp quốc tế chứ không phải là đứng về lợi ích của Trung Quốc, thưa quý vị. Và tất nhiên điều này sẽ kích hoạt một cuộc chiến tập thể và Trung Quốc cũng dễ rơi vào tình trạng là bị cô lập hoàn toàn. Cho nên tham vọng kiểm soát Biển Đông của Bắc Kinh sẽ phải đối diện với một loạt thách thức từ các quốc gia trong khu vực, các cường quốc toàn cầu, các vấn đề pháp lý, kinh tế và môi trường. Những thách thức này đòi hỏi Bắc Kinh phải cân nhắc kỹ lưỡng và có chiến lược toàn diện nếu như muốn đạt được mục tiêu của mình tại Biển Đông. Chương trình ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Xin mời quý vị hãy để lại quan điểm và bình luận của mình ở bên dưới để tiếp tục thảo luận với chúng tôi. Lê Minh xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.